một người Kitô hữu không suy gẫm các mầu nhiệm kinh Mân Khôi thì thật là vô ơn đối với Chúa Giêsu, và tỏ ra họ ít chú ý đến tất cả những gì Chúa Cứu Thế đã phải chịu để cứu chuộc thế gian. Thái độ này chứng tỏ họ biết ít hay chẳng biết gì về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, và họ không bao giờ chịu khó để tìm hiểu Người về những gì Người làm và chịu để cứu chuộc chúng ta. Vậy chúng ta hãy suy niệm về cuộc đời và những đau khổ của Chúa Giêsu Kitô bằng kinh Mân Côi. Chúng ta hãy đọc biết Người cho rõ và hãy biết ơn tất cả những ơn phúc của Người, để trong ngày chung thẳng, Người cho chúng ta vào thành phần con cái và bạn hữu của Người. Một việc tưởng niệm. Chúa Giêsu Kitô, bạn tình thần linh của linh hồn chúng ta và là bạn rất thân của chúng ta, ước mong chúng ta nhớ đến lòng nhân từ của Người đối với chúng ta, cũng như đến tất cả ân huệ của Người, và muốn chúng ta đề cao những điều ấy trên hết mọi sự. Khi nào chúng ta suy niệm một cách sốt sắng và thiết tha những mầu nhiệm thánh hảo của kinh Mân Côi, bây giờ chúng ta làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và các thánh ở trên trời hân hoan. Những mầu nhiệm này là những hoa trái cụ thể nhất của tình Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, và là những quà tặng cao quý nhất Người có thể ban cho chúng ta, vì nhờ những quà tặng này mà chính rất thánh Trinh Nữ Maria và tất cả các thánh được hưởng vinh phúc trên trời. Một ngày kia, chân phước Angela Foligno xin Chúa Giêsu cho mình biết việc đạo đức nào giúp cho chân phước có thể tôn vinh Người nhất. Người đã hiện ra với chân phước, giang tay bị đóng đanh trên thập giá mà phán: "Hỡi con của cha, hãy nhìn vào các vết thương của cha đây." Bây giờ chân phước nhận ra rằng không gì làm đẹp lòng Chúa Giêsu yêu dấu cho bằng suy gẫm về sự thương khó của Người. Rồi Người tỏ cho chân phước những vết thương trên đầu Người cùng với các vết thương khác, mà nói với chân phước rằng: "Cha đã chịu tất cả những khổ đau này vì phần rỗi của con. Con đã làm gì để đền đáp lại lòng cha yêu con?" Hy tế thánh lễ dâng lên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh sự tôn vinh khôn cùng, vì hy tế thánh lễ tái diễn cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô, và vì nhờ thánh lễ chúng ta dâng lên Thiên Chúa công nghiệp do đức tuân phục của Chúa Giêsu cùng với sự khổ đau và máu thánh châu báu của Người. Toàn thể triều thần thiên quốc cũng hân hoan khác thường mỗi khi có một thánh lễ dâng lên. Một số vị tiến sĩ giáo hội cùng các thánh và thánh Thomas Aquino nói với chúng ta rằng, với cùng một lý do, tất cả các chân phước ở trên trời hân hoan thông công cùng các tín hữu, vì bí tích thánh là sự tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đó, loài người được thông hưởng hoa trái của bí tích thánh để nhận lãnh ơn cứu độ. Kinh Mân Côi được đọc chung kèm theo sự suy niệm các mầu nhiệm thánh hảo cũng là một hiến tế chúc tụng Thiên Chúa để cảm tạ Ngài vì ơn cứu độ cao cả Ngài ban cho chúng ta. Kinh Mân Côi còn là một tưởng nhớ thánh về những đau khổ, tử nạn và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Do đó,
Kinh Mân Côi thật sự tôn vinh và làm cho Chúa Giêsu, Đức Mẹ và tất cả các chân phước trên trời hoan lạc, vì các ngài không còn mong gì hơn hay đóng góp gì hơn cho vĩnh phúc của chúng ta bằng thấy chúng ta gắn bó với việc hết sức làm vinh danh Chúa Giêsu, mà lại cũng rất bổ ích cho chính chúng ta nữa. Phúc âm dạy chúng ta rằng một tội nhân trở lại và người thật lòng thống hối làm cho tất cả các thiên thần mừng vui hoan hỷ. Nếu sự thống hối và cải thiện của một tội nhân đủ làm cho các thiên thần mừng vui như thế, thử hỏi toàn thể triều thần thiên quốc còn sung sướng hoan hỷ và Chúa Giêsu rạng danh đến thế nào khi thấy chúng ta ở thế gian sốt sắng và thiết tha suy ngẫm về sự khiêm hạ cực hình của người, cũng như về cái chết rùng rợn đầy nhục nhã của người. Còn gì đánh động lòng chúng ta chắc chắn hơn điều này, và còn gì thôi thúc chúng ta tự thống hối một cách chân thành hơn điều này? Một người Kitô hữu không suy gẫm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi thì thật là vô ơn đối với Chúa Giêsu, và tỏ ra họ ít chú ý đến tất cả những gì Chúa cứu thế đã phải chịu để cứu chúng ta. Thái độ này chứng tỏ họ biết ít hay chẳng biết gì về cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, và họ không bao giờ chịu khó để tìm hiểu người về những gì người làm và chịu để cứu chuộc chúng ta. Vậy chúng ta hãy suy niệm về cuộc đời và những đau khổ của Chúa Giêsu bằng Kinh Mân Côi. Chúng ta hãy học biết người cho rõ và hãy biết ơn tất cả những ơn phúc của người, để trong ngày chung thẩm, người cho chúng ta vào thành phần con cái và bạn hữu của người. Phương thế nên trọn lành. Các thánh luôn lấy đời sống của Chúa Giêsu làm mục tiêu học hỏi chính yếu của mình. Các ngài dùng việc suy ngẫm các nhân đức và đau khổ của người làm cách thức giúp các ngài đạt đến mức toàn thiện Kitô giáo. Khi thánh Bernardo bắt đầu suy gẫm các nhân đức và đau khổ của Chúa Giêsu, ngài tiếp tục giữ mãi việc suy gẫm này. Ngài nói: hồi tôi mới trở lại, tôi làm một bó mộc dược để kính nhớ những thương khó của Chúa Giêsu cứu thế. Tôi đặt bó mộc dược này trên ngực của tôi khi nghĩ đến những đòn vọt, gai góc và đinh nhọn trong cuộc khổ nạn của người. Tôi vận dụng hết tâm thần để hằng ngày suy ngẫm các mầu nhiệm này. Đây là một việc thực hành của các thánh tử đạo nữ. Chúng ta biết việc các ngài chiến thắng những đau khổ rùng rợn nhất đáng ca ngợi là chừng nào. Thánh Bernardo nói rằng lòng kiên trung lạ lùng của các vị tử đạo chỉ có thể phát xuất từ một nguồn mạch là sự liên lỉ suy ngẫm các vết tích của Chúa Giêsu Kitô. Các vị tử đạo là các nhà lực sĩ của Chúa Kitô, các tay vô địch của người, trong khi máu các ngài vọt lên, xác của các ngài bị tan thành mảnh, thì linh hồn đại lượng của các ngài ẩn náu trong các dấu tích của Chúa Giêsu. Những dấu tích này làm cho các ngài tất thắng bất bại. Trong cả cuộc đời trần thế, mối quan tâm chính yếu của Đức Mẹ là suy ngẫm các nhân đức và đau đớn của con mẹ. Khi nghe thiên thần hân hoan mừng hát vào lúc người Giáng sinh, và khi thấy một đồng đến thờ lạy người trong máng cỏ, lòng trí mẹ đầy ngỡ ngàng, và mẹ đã ngẫm nghĩ tất cả những sự diệu kỳ này. Mẹ so sánh giữa sự cao cả của lời nhập thể
với sự khiêm hạ sâu xa của người qua cách người hạ mình xuống. Mẹ nghĩ đến người trong máng cỏ đầy rơm rác, với thiên ngai của người trong cung lòng ngôi cha hằng hữu của người. Mẹ so sánh quyền năng của Thiên Chúa với sự yếu đuối của một con trẻ, sự khôn ngoan của người với sự ngây thơ của người. Một lần kia, Đức Mẹ nói với Thánh Nữ Saint Brigitte: khi nào mẹ suy ngẫm về sự đẹp đẽ, cao sang và khôn ngoan của con mẹ, lòng mẹ tràn ngập vui mừng. Khi nào mẹ nghĩ đến tay chân của người bị đanh nhọn thâu qua, mẹ khóc lóc thảm thiết và lòng mẹ rách nát vì sầu thương đau đớn. Sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Mẹ sống những ngày còn lại của mình bằng việc thăm viếng những nơi thánh mà Chúa đã sống và chịu đau khổ. Khi ở những nơi này, mẹ suy gẫm về tình yêu vô biên của Chúa và về cuộc khổ nạn khủng khiếp của Chúa. Thánh Maria Maddalena không làm gì hơn ngoài những thực hành đạo đức như vậy trong 30 năm sau hết của Thánh Nữ, khi Thánh Nữ sống tĩnh mạc nguyện cầu ở Saint-Baume. Tất cả các Kitô hữu có cùng một đức tin và cùng tôn thờ một Chúa, cùng hy vọng vào một vinh phúc trên trời. Họ có cùng một đấng trung gian duy nhất là Chúa Giêsu Kitô. Do đó, họ tất cả phải bắt chước mô phạm thần linh của mình bằng việc suy ngẫm các mầu nhiệm về đời sống, nhân đức và vinh quang của người.